Sao? Giới thiệu lại nè. Rồi, xếp hàng vô. Vô. Đây, cưng qua đây. Bây giờ giới thiệu từ bìa áo xanh quý vị nha. Hương Lan, Như Quỳnh, Mai Thiên Dân. Trời ơi, nó nghe cái mặt cưng giống chị Mai Thiên Dân quá. Mà bây giờ em đổi tên đi, Mai Thiên Tai cũng có rồi. Em là Mai Thiên Lôi nha. Trời ơi trời, cái mặt nó bước ra một cái em tưởng đâu đặt sẵn Bến Tre là BD đó quý vị. Trời hết hồn hết vía trời. Rồi quý vị, và chúng ta đã đi. Trời, Hải Đăng, cái kỳ cục vậy. Sao dụ chị với U Mi Lan ở trong đã rồi tự nhiên lấy áo dài của U Mi Lan, lấy quần của chị rồi giả lộn hát vậy trời. Nó lấy cái áo dài của tôi, nó mặc. Tôi đã nói rồi là tiết mục này là phải tôi hát, mà nó lấy cái áo dài của tôi nó mặc kìa. Rồi nó lấy cái quần của bà Du Mi. Ủa, em thấy là cái bài này bây hôm giờ qua tập là bốn người rõ ràng luôn á, chị Nga với Lệ. Nhưng mà cái quan trọng là người ta hát được. Mấy má ơi, mấy má. Bầu sáng pha sạch yêu, vô giờ giữa nhân nhân. Ủa, hát cũng được mà trời. Thôi được không? Trời được sao không? Cho một nét nhạc. Thế rồi à? Quý vị. Bầu sáng pha sạch yêu, qua giờ nhân nhân. Trời ơi, má ơi. Về chút giả nghe đó nha. Chờ hay về. Tới cái chợ giữa đó mày chưa qua được cái chợ là người ta quánh mày phù mỏ ngoài đó đó. Chỗ ra chợ là nó sôi động, nó náo nhiệt. Mà hát cái gì mà lòn với cầu Sài Gòn vậy má? Người ta hát tông nữ và hát cái tông gì kỳ cục vậy trời? Thì cái tông nữ đó. Không có được. Hát nữ đàng hoàng. Đi ra đi bây giờ nè. Muốn vô cái bài này đúng không? Ừ. Có một cái điều rất quan trọng mấy em đem ra đây. Dạ kính thưa quý vị, chúng ta đến với chương trình Đặc Sản Quê Em. Thì chúng ta vừa được thưởng thức qua đó là Phải Lòng Cô Gái Bến Tre. Thì không thể nào mà tụi em tặng cho quý vị mỗi người một trái dừa nạo được thưa quý vị. Cho nên em chỉ tặng được cho quý vị đó là thưởng thức những món kẹo dừa mà cái này là em đặt tận ở dưới Bến Tre luôn cho quý vị luôn nha. Dạ rồi, wow. Mời những người đẹp đây nè. Quý vị ơi quý vị, mình nhận cái cục kẹo dừa mình ăn liền đi quý vị. Tại vì một lát mà tới mấy cái tỉnh khác mình ăn cái khác nữa quý vị. Wow. Đó, chứ để dồn dồn lát ăn không kịp nha. Hôm nay như buffet vậy đó quý vị. Bữa nay là buffet. Cuối cùng một lát mình tới Sài Gòn. Sài Gòn quý vị ơi, quý vị nghĩ Sài Gòn của mình đặc sản là cái gì quý vị? BD. Hả? BD hả? Gì vậy má? Đặc sản Sài Gòn là bụi quý vị. Một lát em tặng cho hiện người ăn bịch. Vâng, dạ nói vậy thôi quý vị. Su nói giỡn thôi chứ đặc sản Sài Gòn là sầu riêng. Tí nữa mọi người sẽ được tặng trái sầu riêng nha quý vị nha. Dạ một tràng pháo tay cho chủ tịch em đi quý vị. Dạ. Dạ. Dạ quý vị ơi, ở trong đó đó em có để luôn cái sổ đỏ quý vị lấy không? Vô lấy chị con gấu bông nhỏ nhỏ đi cưng đó. Rồi quý vị mình chơi cái này đi quý vị. Dạ bây giờ đặc sản Trà Vinh thì có rất là nhiều đúng không ạ? Không chỉ một món nhưng mà trong đó có cả hủ tiếu đúng không? Bún nước lèo nữa quý vị nha. Đó. Thì một lát nữa quý vị, sau khi chương trình kết thúc là cỡ 11 giờ rưỡi ha, em sẽ bao là 4 chiếc xe 50 chỗ ở ngoài. Quý vị chơi lô tô xong mình ra mình lên xe mình đi xuống dưới Trà Vinh. Trời mình ơi. Ăn tô bún nước lèo xong xe nó chở quý vị trở về nha. Đó rồi sáng mai mình dậy mình đi làm luôn. Đó vậy đi. Là đại đặc sản. Trời ơi, chơi tới cỡ đó rồi gì quý vị. Dạ đây nè, tụi em có một con gấu bông mà nhỏ nhỏ để tặng cho một quý vị khán giả. Nếu quý vị đón được bây giờ ở Trà Vinh thì Hương Nam sẽ mang tới và tặng cho quý vị món ăn gì quý vị. Có ai xung phong mình trả lời thử đi quý vị. Dạ mình nhào xuống dưới. Tại vì đặc sản Trà Vinh thì có rất là nhiều. Tuy nhiên rằng không biết là quý vị có thể đón trùng khớp với lại cái món ăn mà Hương Nam đang chuẩn bị dạ hay không rồi. Ai à quý vị? Có ai? Dạ rồi. Dạ rồi, thôi em mời một người ở xa xa đi nha. Anh rồi. Trai em mời anh trai ở ngoài đây. Xa đó. Thiệt là xa ai luôn. Ai giơ tay là mình cho rồi. Trả lời hết. Bây giờ theo anh, ở tiết mục này Hương Nam sẽ đãi món đặc sản gì ở Trà Vinh? Dừa sáp cầu kè. Dừa sáp. Dạ. Em không có đủ tiền mua hết cho khán giả ăn đâu. Rồi, chưa chính xác anh người nha. Người khác rồi anh. Dạ rồi. Kìa, kế lên. Bên kìa mình kế bên luôn xong hỏi. Kế bên. À. Trời rồi. Đất. Em mời anh nha. Dạ kẹo dừa. Kẹo. Ông nội mới ăn nãy cha. Cha nội, dừa, cha kẹo dừa. Trời ơi cha. Đi lộn xe đò là chết nha. Đi rồi. Về Trà Vinh mà tạt vô Bến Tre. Rồi. Kìa anh áo trắng kìa. Anh áo trắng. Dạ trước rồi. Mặt trời Minh ơi Minh ơi. Nó cận 15 độ quý vị thông cảm nha. Rồi gì anh gọi gì hỏi bà ngoại hả? Alo trời ông nội ơi đập hư BD đi làm hồ hết quá. Đặc sản Trà Vinh là bánh mía Sóc Trăng. Bánh khoan đặc sản Trà Vinh bánh mía Sóc Trăng nghe
có định dạng được cái Trà Vinh với cái chữ Sóc Trăng thấy nó cấn không ba? Trời ơi, đặc sản Trà Vinh là bánh mía Sóc Trăng. Trời ơi. Rồi, còn ai nữa bên đây đi em ơi? Qua đây, qua đây nha. Mình nói vòng vòng là mà lát cũng dính ha. Dạ rồi. Ở đâu quý vị? Nhanh đi em ơi, ai rồi. Cũng được. Thôi mời con gái. Dạ bánh tét. Bánh tét. Vỗ tay quý vị ơi. Đó là một đặc sản của Trà Vinh nhưng mà em không có mua bánh tét. Rồi, một người nữa quý vị. Nhiều lắm quý vị. Chị gái, đặc sản Trà Vinh. Bún nước lèo. Chị tin luôn kìa. Bà nội ơi, nhờ tô, bà tính đi tô 30, ở đây gần cả mấy trăm người, tôi đổ nợ rồi. Má ơi. Rồi, anh trai. Đây, anh rồi, trai. Tiếp tục. Cơm dẹp. Cơm dẹp. Cơm dẹp là một trong những đặc sản Trà Vinh. Đúng rồi. Và xin chúc mừng anh trai. Chúc mừng anh. Và chúng em sẽ tặng cho anh một con gấu bông. Bởi vì ngay bây giờ những cái đẹp của Lô Thương Hương Nam sẽ mang tới cho quý vị một món ăn đặc sản của Trà Vinh. Một trong những đặc sản của Trà Vinh đó là món cơm dẹp thưa quý vị. Và trước khi ăn mình có thể dành cho Hương Nam cũng như tiết mục vừa qua một tràng pháo tay thật lớn có được không ạ? Dạ rồi. Và Duy ơi đi thẳng quý vị ơi. Bài Quá Miệng Tân Châu đó là dùng đất An Giang. Vậy thì An Giang mình có đặc sản gì quý vị? Đặc sản gì quý vị? Hả? Thốt nốt. Thốt nốt còn cái gì nữa quý vị? Cái gì nữa ta? Cái gì? BD hả? BD, BD ở đâu cũng có. Ông nội. Cả cái Việt Nam. Ở đó, cái BD, cái gì? Cái gì? Ớt hả? Đường thốt nốt. Bóng lông xiên. Cái gì? Trời ơi. Trời gì vậy trời? Bà nội. Ừ, Phan Kim Tiền nói chửi à. Rồi, còn ở An Giang mình còn đặc sản gì nữa quý vị ơi? Đặc sản gì mà đậm chất luôn á quý vị? Rất là đặc trưng. Mắm. Dạ đúng rồi quý vị, em sẽ tặng cho quý vị mỗi người là 200 gram mắm nha, đem về. Trời thơm lắm nha. Không, mà em không có vô bệt, em vô chén. Người ăn tại chỗ luôn. Ăn tại chỗ. Rồi ăn tại chỗ, quý vị cứ việc lên hung bé Su nha quý vị nha. Su nó chịu hết, hung nè. Bởi vì tao nói nghiệp, nghiệp nó đổ lên người bà liền. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi trời. Tôi tức á. Thưa quý vị, thuốc nốt là hoàn toàn đúng đó quý vị. Nó là một đặc sản rất là quen thuộc của An Giang. Và ngày hôm nay thì gánh đá Lô Thương Nam sẽ mang tới một món ăn dành cho quý vị, đó là bánh bò thốt nốt thưa quý vị nha. Rồi. Dạ rồi. Và những người đẹp như là Hương Nam sẽ con này người ta nó ra là người ta không muốn ăn liền mày vui lên. Bây giờ vòng vô lại đi mệt quá. Đi vô tao giới thiệu ra là xong ra là đó khán giả người ta đang chờ đợi cái vui vẻ à. Quý vị thông cảm, cái mặt nó cấu hình vậy đó. Rồi. Bánh bò thốt nốt ra. Rồi đi thẳng xuống cho người ta luôn, mặt mày khổ quá. Đi đi đó. Rồi, dạ, thêm mặt cái Lô Thương Hương Nam. Thêm mặt cái Lô Thương Hương Nam xin mời quý vị sẽ thưởng thức đó là món bánh bò thốt nốt. Cái món này là được gửi lên từ ở An Giang luôn quý vị. Bởi vì trong đoàn Hương Nam thì cũng có rất là nhiều anh chị em quê ở An Giang đó quý vị nha. Ông xã xin cái nữa kìa, xin cái nữa kìa. Nhưng mà chưa đô xô. Ngon nha. Còn nữa. Ngon thiệt nha.